chúng ta tiếp tục phần bài học ngày hôm nay bài 18 tám Quốc kê ổn chi bốn sơ yu ni Tôi đã đến được Hàn Quốc Tôi đã đến Hàn Quốc được 6 tháng rồi Và tiếp tục phần bài này giáo trình sơ hôn 2B của trung tâm hàng ngữ sơ Thái Nguyên Giáo viên hướng dẫn Hoàng Xuân Trường Chúng ta vào chi tiết nội dung của bài Học sức mục tiêu mục tiêu bài học ngày hôm nay từ vựng vài phần cam chân tình cảm kê chơ nê e, phiên hoa sự thay đổi của mùa ngữ pháp và biểu hiện số 1 động từ đi với nớn chi thường đi với một khoảng thời gian đó là đã làm cái hành động V này được một khoảng thời gian rồi ví dụ như câu tiêu đề bài Tôi đã đến được 6 tháng. À, tôi đã đến được 6 tháng tiếp theo n ina là đến tận chúng ta đứng uh, ina đứng sau một cái danh từ chỉ về số lượng tiếp theo hàn quốc changwon tham hagi tức là phát biểu cảm tưởng về sinh hoạt tại hàn quốc tiếp theo ngữ pháp và biểu hiện số 2. chúng ta có tính từ diva động từ đi với n hoặc nên ta. Khi động từ không có bát chim sẽ đi với n, ta. Ví dụ như công vụ hăn ta. ta đi với động từ có bát chim, ví dụ như mặc ta. Danh từ có bát chim đi với y ta, còn không có bát chim là danh từ đi với ta. Đây là cấu trúc đuôi câu văn viết hoặc văn kể. Mà cấu trúc này chúng ta hay sử dụng trong viết thi topic. là trong phần topic 2. Tiếp theo maraki phần nói hai Kê cho lê, biên hòa tè hè, Tức là bạn tường thuật về tường thuật về sự thay đổi, về mùa. Tiếp theo tức cô Maraki, phần nghe và nói. Kê cho lê, biên hòa e tè hè, tè radio bằng sung tự kỳ. Chúng ta nghe bản tin radio về sự thay đổi của mùa. Hàn Quốc sinh hoạt에 radio Thực Kỳ. Chúng ta nghe câu chuyện ra trên radio về cuộc sống sinh hoạt ở Hàn Quốc. Tiếp theo, phần nói kể về kia kê 남은 ơn Baraki. Chúng ta hãy nói về cái công việc mà chúng ta còn nhớ đến. Tiếp theo, Ilko Suki. Kiege namun sarame tehan kun Chúng ta đọc một đoạn văn về một cái người mà chúng ta nhớ đến. Tiếp theo, chúng ta hãy viết một đoạn văn về cái người mà chúng ta nhớ đến. Qua chê, phần thực hành. Hàn Quốc sẽ hoàn Phan Pio Hoa Kỳ. chúng ta hãy phát biểu cái phương pháp sống tốt khi sinh hoạt ở Hàn Quốc. Mun Hoa San Jek, phần văn hóa. Chúng ta hăng gú kê, si, nun đe Bam, À, chúng ta hãy đọc một bài thơ. Đó là bài Nun Bam, Đây là đêm tuyết rơi phát âm trung phần phát âm là luyện tập tổng hợp đây là nội dung của bài số 18 và cũng là bài kết thúc trong cái phần giáo trình tiếng Hàn Seoul 2B cũng là phần kết thúc cái chương trình cấp 2 để chúng ta thi topic đầu ra topic cấp 2 và chuẩn bị cho phần học topic cấp 3 chúng ta sẽ vào phần chi tiết trong phần này đó là phần từng phần 1 đó là phần từ vựng bài số 18, phần từ vựng. Đầu tiên là chúng ta có những cái từ vựng như sau và chúng ta hãy xem là khi nào chúng ta gặp những cái tình huống như thế này. Đầu tiên là kripta là nhớ. Bạn này bạn ngồi nhớ thời xưa học sinh có mấy người. Tiếp theo, Ashipta là tiếc. Tiếc nuối, cho nghĩ tân tà là có tình cảm hoặc là có cảm tình khi nào đó chúng ta có tạc có cảm tình có tình cảm và cái trường lớp này tiếp theo phuê ca tà tức là gì ạ hối hận chúng ta hối hận tiếp theo kia cái nằm tà là chúng ta còn nhớ lại còn nhớ thì chúng ta sẽ nghe 그립다 그립다 아쉽다 아쉽다 정이 들다 정이 들다 후회가 되다 후회가 되다 기억에 남다, 기억에 남다. Ở đây chúng ta nhớ thì được, chúng ta đừng để tiếc, chúng ta đừng để hối hận về những cái việc mà chúng ta đã làm vừa qua. Chúng ta sang phần từ vựng tiếp theo, đó là từ vựng về mùa. Cô chí pita đây là hoa nở. Trang ma đây là bắt đầu mùa mưa. Tan phung đây là bắt đầu mùa lá đỏ. Ơ rơ mi ơ đây là bắt đầu đóng băng. Đây là đóng băng. Parami ra gió thổi. Thè phung y bão đến nam vi pi ta đây là lá rơi lá rụng nuni đe là tuyết rơi cơn cho là khô sức Toka ta là độ ẩm cao san sa là xe xe lạnh Kioni ni yung ha lo nhiệt độ giảm xuống độ âm 자 쌩해. 꽃이 피다. 꽃이 피다. 장마가 시작되다, 장마가 시작되다. 단풍이, 들다. 단풍이 들다. 얼음이 얼다. 얼음이 얼다, 바람이 불다, 바람이 불다, 태풍이 오다, 태풍이 오다, 나뭇잎이 떨어지다, 나뭇잎이 떨어지다, 눈이 내리다, 눈이 내리다, 건조하다, 건조하다, 습 도가 높다, 습 도가 높다, 쌀쌀 하다, 살살하다 기온이 영하로 내려가다 기온이 영하로 내려가다 Tiếp theo chúng ta sẽ nối một số cái từ ở đây. Đầu tiên chúng ta là đây là chắc là 후에 đây là kia 기억이 Tiếp theo là Tiếp theo là Tiếp theo là Ok, và chúng ta sang phần tiếp theo Tiếp theo chúng ta vào phần ngữ pháp số 1 Động từ đi với n- chi Thường là sẽ đi với một khoảng thời gian Có nghĩa là Cái hành động này Đã được một khoảng thời gian rồi 어, đây, chúng ta sẽ xem 한국, 한국에 온지 얼마나, 한국 네 한국 얼마나 됐어요? 한국에 온지나됐 한국에 온지 벌써 네달 됐어요. 반다이, 한국에 온지 얼마나 됐 한국에 온지 벌써 네달 됐어요.

한 시간쯤 됐어요. 먹다. 이 약은 먹은 지 먹은 지한 시간쯤 었어요 아, 또이 약을 복용한 지1 소래 살 산지 얼마나 됐어요? 반어 서울은 한 달밖에 안 됐어요. 아, 또이 아, tôi chưa sống được một tháng tôi đến chưa được một tháng hãy các bạn sang phần ngữ pháp tiếp theo ngữ pháp tiếp theo đó là n ina đây là n là số lượng thì chúng ta là đến tận chúng ta có thể dịch như vậy đầu tiên chúng ta xem ví dụ chôm tơ tư sao chôm tơ tư sao 안템 좀더랴 아니에요 그어더이두 그릇이나 먹었어요 떼 안텄 2밧쪼이 중떠 네좀더 드세요 아니에요 두 그릇이나 먹었어요 좀더 드세요 아니에요 두 그릇이나 먹었어요 Tiếp theo chúng ta xem một số ví dụ để chúng ta hiểu thêm phần ngữ pháp này. Chương xin ơn. Kê mari ta sớt mari đi. Ta sớt mà đi Ít Là gì? Chi amin À minh Là có tận 5 con chó. Cứ ca su khôn sư Man miếng. Man miếng ý 왔어요. Cái buổi công diễn của ca sĩ đó có tận 10.000 người đến tham dự. Chúng ta sang phần tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sang phần Baraki Il trong phần bài số 18. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của đoạn văn này, nội dung của đoạn hội thoại này. 우리가 한국에 벌써 6개월이나 됐어요. Và chúng ta đã đến Hàn Quốc được 6 tháng rồi. Bà chạy hồ, Sĩ canh trường màn bắt năng của các thầy hồ. Đúng rồi, thực sự là Thời gian trôi qua rất là nhanh. Nana si, Ta âm hạc kìa tô kế dục công vũ hai chiếu. Nana, Kỳ sau học liên tục chứ? Tiếp tục học chứ? Ani ni e, ni Ta âm hạc kìa hạng rô hồ. Kỳ sau tôi về quê.

tôi rất tiếc vì không được tiếp tục học thêm không tiếp tục được học cùng với bạn. 고향이 가면 고향이 가면 친구들이 많이 그리운 것 같아요. Nếu mà đi về quê, tôi sẽ rất rất nhớ các bạn, nhớ các bạn rất nhiều. 조니 말니 터널 bởi vì có rất nhiều tình cảm với các bạn rồi. Cú de Thế nhưng khi về quê thì cũng rất là tốt mà. Có chút tin băn khoăn suy sụp so Tuy rằng là gặp gia đình thì rất là tốt, nhưng mà tôi rất tiếc vì phải rời Hàn Quốc. Đấy là câu chuyện của hai bạn này nói chuyện với nhau. Đó là kỳ sau, các bạn không học nữa. Học xong 6 tháng thì hết phần cấp 2 như thế này và không học nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe phần hội thoại này. 우리가 한국에 온지 벌써 6개월이나 됐네요. 맞아요. 시간이 정말 빨리 지나간 것 같아요. 나나씨, 다음 학기에도 계속 공부하지요? 아니요. 다음 학기에 고향으로 돌아가요. 그래요? 왜 갑자기 돌아가게 됐어요? 사정이 좀 있어서요. 그래요? 같이 공부할 수 없게 돼서 아쉽네요. 고향에 가면 친구들이 많이 그리울 것 같아요. 정이 많이 들었는데. 그래도 고향에 가니까 좋지 않아요? 가족을 만날 수 있어서 좋기는 하지만 한국을 떠나는 건 아쉬워요. <목소리> 우리가 한국에 온지 벌써 6개월이나 됐네요. 맞아요. 시간이 정말 빨리 지나간 것 같아요. 나나씨, 다음 학기에도 계속 공부하지요? 아니요. 다음 학기에 고향으로 돌아가요. 그래요? 왜 갑자기 돌아가게 됐어요? 사정이 좀 있어서요. 그래요? 같이 공부할 수 없게 돼서 아쉽네요. 고향에 가면 친구들이 많이 그리울 것 같아요. 정이 많이 들었는데. 그래도 고향에 가니까 좋지 않아요? 가족을 만날 수 있어서 좋기는 하지만 한국을 떠나는 건 아쉬워요. 이제 저희는 Này, chúng ta sẽ vai Nana. Vai Nana trước. 우리가 한국에 온지 벌써 6개월이나 됐네요. 나나 씨, 다음 학기에도 계속 공부하지요? 그래요? 왜 갑자기 돌아가게 됐어요? 그래요. 같이 공부할 수 없게 돼서 아쉽네요. 그래도 고향에 가니까 좋지 않아요? Bạn, uh, 우리가 한국에 온지 벌써 6개월이나 됐네요. 나나 씨, 다음 학기에도 계속 공부하지요? 그래요. 왜 갑자기 돌아가게 됐어요? 그래요. 같이 공부할 수 없게 돼서 아쉽네요. 그래도 고향에 가니까 좋지 않아요? 그리낭이스 스티븐. 시작. 맞아요. 시간이 정말 빨리 지나간 것 같아요. 아니요. 다음 학기에 고향으로 돌아가요. 사정이 좀 있어서요. 고향에 가면 친구들이 많이 그리울 것 같아요. 정이 많이 들었는데. 가족을 만날 수 있어서 좋기는 하지만 한국을 떠나는 건 아쉬워요. 슝따, 롱바이 스티븐, 낳고 낳는다. 시작. 맞아요. 시간이 정말 빨리 지나간 것 같아요. 아니요. 다음 학기에 고향으로 돌아가요. 사정이 좀 있어서요. 고향에 가면 친구들이 많이 그리울 것 같아요. 정이 많이 들었는데. 가족을 만날 수 있어서 좋기는 하지만 한국을 떠나는 건 아쉬워요. 자, 지금 이두 분과 대화를 들으며 글씨를 읽어볼요 우리가 한국에 온지 벌써 6개월이나 됐네요. 맞아요. 시간이 정말 빨리 지나간 것 같아요. 나나 씨, 다음 학기에도 계속 공부하지요? 아니요. 다음 학기에 고향으로 돌아가요. 그래요? 왜 갑자기 돌아가게 됐어요? 사정이 좀 있어서요. 그래요. 같이 공부할 수 없게 돼서 아쉽네요. 고향에 가면 친구들이 많이 그리울 것 같아요. 정이 많이 들었는데. 그래도 고향에 가니까 좋지 않아요? 가족을 만날 수 있어서 좋기는 하지만 한국을 떠나는 건 아쉬워요. 우리가 한국에 온지 벌써 6개월이나 됐네요. 맞아요. 시간이 정말 빨리 지나간 것 같아요. 나나씨, 다음 학기에도 계속 공부하지요? 아니요. 다음 학기에 고향으로 돌아가요. 그래요? 왜 갑자기 돌아가게 됐어요? 사정이 좀 있어서요. 그래요. 같이 공부할 수 없게 돼서 아쉽네요. 고향에 가면 친구들이 많이 그리울 것 같아요. 정이 많이 들었는데. 그래도 고향에 가니까 좋지 않아요? 가족을 만날 수 있어서 좋기는 하지만 한국을 떠나는 건 아쉬워요. Đoạn, đoạn này là đoạn nói về cái việc mà bạn Nana uh, chuẩn bị về nước không học thêm nữa và các bạn uh, chuẩn bị chia tay các bạn để về nước và cái này thực sự bạn cũng không mong muốn ship này, a à, Và tình huống số 2 chúng ta có Hàn Quốc Hàn Quốc Kumburun tức là chúng ta đến Hàn Quốc hoặc là chúng ta bắt đầu học tiếng Hàn được 6 tháng và bà này không phải xa chân y chôm ý sơ sơ mà là ý đi chôm ý sơ sơ tức là cái lý do thôi ạ heo chi kê tuê sơ a ship nèo heo chi là là chia tay phải chia tay hoặc là bị chia tay phải bị chia tay nên rất là tiếc và thay cho cái việc là không nhớ bạn bè à, thì chúng ta có thể nói là poko chipun có và tương tự như vậy người ta miêu tả những cái cụm từ này với nghĩa khác nhau thôi ạ à. à, có việc riêng thì bây giờ có công việc còn à, tình huống số một là kachi <laughs> công vụ hansu ok toiso công vụ kachi công hansu ok bây giờ là heo chia tay không được cùng nhau học với chia tay thì nghĩa là, là một tiếp theo hogo shippun cứ cắt tay là tôi sẽ nhớ các bạn nhiều hoặc là tình huống số 1 đó là kriun cứ cắt cũng là tôi nhớ các có lẽ tôi sẽ nhớ các bạn rất là nhiều thì là tình huống nói số 1 này thì là cuộc nói chuyện giữa Nana và Steven, đây tình huống là Nana chuẩn bị về nước Và hai bạn đều rất là tiếc vì không được học cùng nhau nữa Và một bạn này tiếc là phải về quê Và chúng ta sang phần tiếp theo Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần ngữ pháp tiếp theo Đó là ngữ pháp Moon Burpee, ngữ pháp 2 Đó là ở đây chúng ta sang phần ngữ pháp 2 Tất cả các ngữ pháp trong phần 2 này phục vụ cho việc sử dụng trong khi viết nhật ký hoặc tin tức, ghi lại một sự kiện hoặc là một sự thật nào đó, tức là chúng ta dùng cho văn viết, dùng cho ký giả hoặc là dùng co, dùng cho miêu tả về một cái sự kiện hoặc là một cái trình uh, tự nào đó. Chúng ta không phải, đây không phải là sử dụng cho văn nói, đây là văn tự sự hoặc là văn kể, văn miêu tả và chỉ sử dụng chủ yếu trong văn viết. Các bạn chú ý như vậy. Tính từ divita trong văn viết chúng ta chỉ biết tính từ đi với ta thôi, không có ai ôi gì cả. Ví dụ như chốt hoặc là nabuta hoặc là che hoặc là phiên ha ta. Tiếp theo, động từ đi với n hoặc Ninh ta. Nếu mà động từ không có bắt chim sẽ đi với n ta. Ví dụ như là uh, uh, chi gớm trở nên không vu hẳn và cho nên chỉ cơm 먹는다. tôi đang ăn cơm và chúng ta sẽ xem ví dụ 시간이 빨리 지나간다. thời gian trôi qua rất là nhanh 시간이 빨리 지나간다. 시간이 빨리 지나간다. Và chúng ta xem thêm một số ví dụ. 시원하다, đây là tính từ mát mẻ, thì chắc chắn là 시원하다, 바람이 불어서 위저 thổi n 사람이 너무 많아서 표 사기가 어렵다. 위 나는 매일 아침 8시에 학교에 간다. 나는 자기

tức là sống ở phòng khép kín còn tôi thì sống ở ký túc xá tiếp theo chúng ta sang phần ngữ pháp số 2 trong phần ngữ pháp 2 này đó là danh từ đi với y tà vẫn là trong văn viết và danh từ đi với y tà đối với danh từ có bát chim thì có y không có bát chim không có y ví dụ nên vu thơ bằng hắc y tà từ ngày mai là kỳ nghỉ là nghỉ hè 내일부터 방학이다. 내일부터 방학이다. 여기는 내가 졸업한 학교 학교다 나는 대학생이다. 언제나 언제는 어제는 내 생일이다. 내 생일 어제일과 내 생일 Nè 네생인이었다. Với in quá. 네생인이었다. Đây là cái ngữ pháp trong phần này. Trong phần 2 các bạn lưu ý là ngữ pháp dành cho văn viết sử dụng chủ yếu trong việc viết văn, miêu tả lại một đoạn văn, một sự thật hoặc một sự kiện nào đó, phù hợp cho văn cảnh là viết nhật ký hoặc là viết trong thi topic 2 câu này nếu mà sử dụng trong văn nói chỉ sử dụng để nói một mình chứ không sử dụng trong cuộc nói hội thoại giữa hai người với nhau ví dụ như là các bạn thấy trời nóng ví dụ các bạn thấy trời nóng chẳng hạn thì các bạn đi sẽ đi ra ngoài chúng ta tự nói mình ô hôm nay trời nóng quá ôn tập tà Thế thôi chứ không phải là người khác hỏi và mình trả lời thì không trả lời theo kiểu như này thì không phù hợp chúng ta sang phần tiếp theo chúng ta sang phần tiếp theo đó là phần Maraki phần nói hai bây giờ chúng ta sẽ đọc đoạn này đây là mùa xuân hoa nở mùa hè thì tắm biển mùa thu thì ngắm lá vàng mùa đông thì tuyết rơi nhiều làm người tuyết và bây giờ chúng ta sẽ xem bạn này bạn ấy viết một đoạn văn tự dự như thế nào và chúng ta cùng nhau đọc và dịch luôn đoạn này. Sikani cham pali chinakanta. Thực sự là thời gian trôi qua rất nhanh. Chom hàn quốc kỳ wasun tê kione yon tê chikom bom jeremi chinako kari tuetta. đầu tiên tôi đến hàn quốc vào mùa đông. bây giờ đã trải qua bom vào mùa hè.

À, đất nước của chúng tôi, mùa hầu như không thay đổi, và trong suốt một năm, à, và thuộc diện các nước là nóng, là ấm trong suốt một năm. 하지만 한국은 사계절이 Hàn Quốc gần, Sa Kê Cho thế nhưng Hàn Quốc có bốn mùa. Hàn Quốc gần, 날씨가 따뜻하고 꽃이 많이 핀다 vào mùa xuân của Hàn Quốc thì trời ấm áp và hoa nở nhiều. Germanen cô, meo tukko sultuk a Ở Hàn Quốc thì một mùa hè của Hàn Quốc thì nóng và rất nóng và độ ẩm cao. chẳng ma ga isoso pi ga mani và còn nữa đó là có cả cái mưa rào nên có cả mùa mưa nên vì có mùa mưa nên mưa rất là nhiều. 내가 제일 좋아하는 계절은 가을이다. Cái mùa mà tôi thích nhất là mùa thu. 시원이 되면 phung 찬선해지고 단풍이 tả. Nếu mà đến tháng 10 thì thời tiết sẽ xe lạnh và sẽ vào mùa lá đỏ.

vào mùa đông thì thời tiết xuống đến độ âm những ngày xuống đến độ âm rất nhiều và tuyết cũng rơi thường xuyên tôi chưa từng thử đi trượt tuyết và vào mùa đông lần này tôi định sẽ cùng với các bạn đi đến sân trượt tuyết cu was cho nếu mùa đông đến nhanh thì tốt đây là cái đoạn uh, bạn ấy viết về mùa đông và bây giờ chúng ta sẽ nghe 시간이 참 빨리 지나간다. 처음 한국에 왔을 때 겨울이었는데 지금은 봄, 여름이 지나고 가을이 되었다. 한국의 계절은 우리나라와 아주 다르다. 우리나라는 계절의 변화가 거의 없고 1년 내내 따뜻한 편이다. 하지만 한국은 사계절이 있다. 한국은 봄에 날씨가 따뜻하고 꽃이 많이 핀다. 여름에는 날씨가 매우 덥고 습도가 높다. 또 장마가 있어서 비가 많이 온다. 내가 제일 좋아하는 계절은 가을이다. 10월이 되면 날씨가 쌀쌀해지고 단풍이 든다. 사람들은 단풍을 구경하러 산에 간다. 겨울에는 기온이 영하로 내려가는 날이 많고 눈이 자주 내린다. 나는 스키를 타본 적이 없어서 이번 겨울에 친구들과 스키장에 가보려고 한다. 빨리 겨울이 왔으면 좋겠다. <목소리> 시간이 참 빨리 지나간다. 처음 한국에 왔을 때 겨울이었는데 지금은 봄, 여름이 지나고 가을이 되었다. 한국의 계절은 우리나라와 아주 다르다. 우리나라는 계절의 변화가 거의 없고 1년 내내 따뜻한 편이다. 하지만 한국은 사계절이 있다. 한국은 봄에 날씨가 따뜻하고 꽃이 많이 핀다. 여름에는 날씨가 매우 덥고 습도가 높다. 또 장마가 있어서 비가 많이 온다. 내가 제일 좋아하는 계절은 가을이다. 10월이 되면 날씨가 쌀쌀해지고 단풍이 든다. 사람들은 단풍을 구경하러 산에 간다. 겨울에는 기온이 영하로 내려가는 날이 많고 눈이 자주 내린다. 나는 스키를 타본 적이 없어서 이번 겨울에 친구들과 스키장에 가 보려고 한다. 빨리 겨울이 왔으면 좋겠다. 자, 우리가 chúng t 이 sẽ k h ô 시간이 참 빨리 지나간다. 처음 한국에 왔을 때 겨울이었는데 지금은 봄, 여름이 지나고 가을이 되었다. 한국의 계절은 우리나라와 아주 다르다. 우리나라는 계절의 변화가 거의 없고 1년 내내 따뜻한 편이다. 하지만 한국은 사계절이 있다. 한국은 봄에 날씨가 따뜻하고 꽃이 많이 핀다. 여름에는 날씨가 매우 덥고 습도가 높다. 또 장마가 있어서 비가 많이 온다. 내가 제일 좋아하는 계절은 가을이다. 10월이 되면 날씨가 쌀쌀해지고 단풍이 든다. 사람들은 단풍을 구경하러 산에 간다. 겨울에는 기온이 영하로 내려가는 날이 많고 눈이 자주 내린다. 나는 스키를 타본 적이 없어서 이번 겨울에 친구들과 스키장에 가 보려고 한다. 빨리 겨울이 왔으면 좋겠다. <목소리> hoàn ở nhiều bằng gió thổi nhiều. Mùa hè thì nóng và không phải là độ ẩm cao nữa mà là có bão vào. Và khoảng tháng 10 thì trời lạnh và lá rơi, lá vàng rơi. Và đến mùa đông thì không phải là nhiệt độ xuống âm mà tuyết rơi nữa mà chúng ta thay tình huống đó là Uh, on tả Onda đây là đóng bằng sông đóng bằng các thứ đóng bằng đấy ạ tình huống chúng ta có một số tình huống thay đổi như vậy thì chúng ta sẽ tập đọc nhiều phần này và chúng ta sẽ sang phần tiếp theo tiếp theo chúng ta sang phần tức phần nghe và nói chúng ta xem phần chuẩn bị. 요즘 날씨는 어떻습니까? Dạo này thời tiết thế nào? Bức tranh số 1 đó là thời tiết đẹp, trời đẹp quang đãng. Thứ hai là trời mưa. Thứ ba là trời tuyết rơi. Trong phần tuyết kỳ, phần nghe một, chăn tuyết cô, pin khăn nê, 말을, 선 nghe cho kỹ và chúng ta hãy viết những cái lời nói đúng vào trong dòng kẻ trống. Chúng ta sẽ nghe. những cái lời nói đúng vào trong dòng sẽ nghe. 잘 듣고 빈칸에 알맞은 말을 써놓으세요. 오후의 라디오 가족 여러분 안녕하세요. 오늘은 저희 방송을 시작한 지 1년이 되는 날입니다. 오늘도 처음 시작한 날처럼 바람도 시원하고 창 밖으로 보이는 단풍도 참 아름답네요. 여러분과 나뭇잎이 떨어지는 가을, 눈 내리는 겨울, 꽃 피는 봄, 그리고 뜨거운 여름을 보냈는데요. 그동안 여러분이 보내주신 글을 보며 울고 웃으면서 행복한 1년을 보냈습니다. 함께 해주셔서 정말 감사합니다. 앞으로도 매일 오후 4시 잊지 말고 찾아주세요. 그럼 오늘의 첫 노래 듣겠습니다. 가을이 오면 잘 듣고 빈칸에 알맞은 말을 써넣으세요. 오후의 라디오 가족 여러분 안녕하세요. 오늘은 저희 방송을 시작한 지 1년이 되는 날입니다. 오늘도 처음 시작한 날처럼 바람도 시원하고 창 밖으로 보이는 단풍도 참 아름답네요. 여러분과 나뭇잎이 떨어지는 가을, 눈 내리는 겨울, 꽃 피는 봄, 그리고 뜨거운 여름을 보냈는데요. 그동안 여러분이 보내주신 글을 보며 울고 웃으면서 행복한 일년을 보냈습니다. 함께 해주셔서 정말 감사합니다. 앞으로도

Bên ngoài có lá vàng rơi. Và y program은 시작한지 1년이 됐다. Là cái chương trình này đã được 1 năm. Và số 3, y program은 7일 오후 để xử bằng sống hành tả. Và ngày ngày vào buổi chiều, mỗi ngày vào buổi chiều, 4 giờ. và chúng ta sang phần tiếp theo. Chuẩn bị. 여러분 한국 생활은 한 단어로 말하면 뭐라고 수 있습니까? Nếu mà các bạn cho các bạn nói cái cuộc sống sinh hoạt ở Hàn Quốc bằng một từ thì các bạn chọn từ nào? 재미있다, 힘든다, 아쉽다. Chúng ta sẽ chọn một từ. Tức kỳ.

không đúng với nội dung về người này hantan chơne busan e khan ta một tháng trước bạn ấy đã từng đi busan chinh kutun qua hèo chinen kursi cái việc mà chia tay với các bạn thì rất là tiếc tiếc nuối yêu hãng ân châu cơm kê một thế giới ta bạn ấy hối hận vì đã không đi du bạn ấy chỉ đi du lịch một chút thôi bạn ấy hối hận vì đi du lịch không nhiều số ba isarami chingu tenege hago shipun marun mua shipnika sowoseo và người này người này muốn nói tới các bạn cái gì sowoseo hãy viết 그리고 이제 이 부분을 듣겠습니다. 책 89. 잘 듣고 질문에 답하세요. 다음은 한국에서 공부하고 계시는 주디 씨의 사연인데요. 멀리 독일에서 오셨군요. 그럼 편지를 읽어드리겠습니다. 내일은 제가 한국에 온지 1년이 되는 날입니다. 그동안 참 많은 일들이 있었는데요. 가장 기억에 남는 것은 한달 전에 친구들과 같이 부산 여행을 한 것입니다. 여행을 하면서 서로 하고 싶은 것이 달라서 싸운 적도 있지만 그 여행 때문에 정도 많이 들고 서로를 더잘 알게 되었습니다. 고향으로 돌아가면 친구들이 많이 그리울 것 같습니다. 이제 고향으로 돌아갈 날이 일주일밖에 남지 않았습니다. 고향에 가는 것은 좋지만 친구들과 헤어지는 것이 정말 아쉽습니다. 그리고 공부를 더 열심히 하지 않은 것이 좀 후회됩니다. 한국에 남아있는 친구들에게 이 말을 꼭 하고 싶습니다. 열심히 공부하고 열심히 놀아. 그리고 앞으로도 계속 연락하자. 네, 주디씨. 남은 한국 생활 잘 보내시고, 고향에 가서도 건강하고 행복하게 잘 지내세요. và chúng ta nghe thì chúng ta thấy đáp án là một tuần sau bạn này sẽ về và trong này bạn ấy không hối không phải là hối hận vì đã đi du lịch ít đây câu số 2 thì chọn ý số 3 câu số 1 chọn ý số 1 và số 3 bạn này muốn nói với các bạn của mình đó là Yonsumi hago. Yonsumi nora tức là học chăm chỉ và chơi cũng chăm chỉ 정당해라. 잘 듣고 질문에 답하세요. 다음은 한국에서 공부하고 계시는 주디 씨의 사연인데요. 멀리 독일에서 오셨군요. 그럼 편지를 읽어드리겠습니다. 내일은 제가 한국에 온지 1년이 되는 날입니다. 그동안 참 많은 일들이 있었는데요. 가장 기억에 남는 것은 한달 전에 친구들과 같이 부산 여행을 한 것입니다. 여행을 하면서 서로 하고 싶은 것이 달라서 싸운 적도 있지만 그 여행 때문에 정도 많이 들고 서로를 더잘 알게 되었습니다. 고향으로 돌아가면 친구들이 많이 그리울 것 같습니다. 이제 고향으로 돌아갈 날이 일주일밖에 남지 않았습니다. 고향에 가는 것은 좋지만 친구들과 헤어지는 것이 정말 아쉽습니다. 그리고 공부를 더 열심히 하지 않은 것이 좀 후회됩니다. 한국에 남아있는 친구들에게 이 말을 꼭 하고 싶습니다. 열심히 공부하고 열심히 놀아. 그리고 앞으로도 계속 연락하자. 네, 주디 씨. 남은 한국 생활 잘 보내시고 고향에 가서도 건강하고 행복하게 잘 지내세요. 그리고 3번째 말은 연습이 공부하고 연습이 놀아 그리고 나중에 계속 계속 연락하자. cái này là cái lời của bạn muốn nói với những người bạn Hàn Quốc của mình, những người bạn đang ở Hàn Quốc của mình. và chúng ta sang phần tiếp theo. 바라기. Phần nói này thì 한국 생활에서 가장 기억 남은 일을 대해 대한 이야기 해보세요 là chúng ta hãy nói về những cái việc mà các bạn nhớ nhất khi sống ở Hàn Quốc. Làm kim chi, thi leo núi hay là khi thi. Thì tất cả những cái này, các bạn nhớ nhất việc nào thì chúng ta hãy kể. Chúng ta không phải là nhớ nhất ở Hàn Quốc, có thể chúng ta nhớ nhất khi chúng ta đi du lịch ở đâu đó cũng được. Chúng ta nhớ nhất khi chúng ta đi đến Thái Nguyên, chúng ta học tập ở trung tâm hàng ngữ Seoul, học tập ở trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ thì chúng ta thấy nhớ nhất điều gì hay nhớ nhất ai thì chúng ta hãy nói vào đấy nói theo cái mẫu như thế này và chúng ta sang phần tiếp theo chúng ta sang phần tiếp theo đó là inkosuki phần đọc và viết trong phần này chuẩn bị 여러분 여러분이 hanguk ke waso manan saram chung e kiyoke namun saram un trong cái những người các bạn gặp khi sống ở Hàn Quốc thì các bạn nhớ nhất người nào? Thì chúng ta hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. 어머니 아버지 아버지 어머니 Con cảm ơn bố mẹ. 이건 박창미. 이건 Mi 노급하이 박정미 나는 작년에 한국에 온 적이 온 적이 있어요 있다. 또이 나 đ ế 한국 từ năm ngoái. 한국에 온 것은 그때가 처음이었다. những cái ngày đó là n h ữ 방학에 3주 동안 한국어를 배워러 배우러 Day. Day. Kỳ nghỉ hè, à, tôi đã đến để học tiếng Hàn trong suốt hai tuần vào dịp kỳ nghỉ hè, và khi đó tôi ở homestay. mươi hai nghìn homestay mươi hai homestay hai mươi hai nghìn nãy 진짜 thật sự là 그 là cái homestay là đúng là coi tôi như là những người trong gia đình. homestay ông nội là, cái bà, bà chủ homestay mẹ ở homestay ấy, thì cứ mỗi khi ăn thì cho tôi rất nhiều những món ăn ngon cứ đi cô bé cô bà tôi thấy rất là đói nên ăn nhiều vào tôi thấy đói nên ăn nhiều vào ra cô hăng vừa nói là nhìn nhìn mà tôi thấy đói thì ăn nhiều vào và vừa cho rất là nhiều thức ăn. 그때는 한국어를 잘못 했기 때문에 배가 불렀지만 계속 먹었다. khi đó vì là tiếng Hàn Quốc chưa giỏi nên tuy là đã no bụng nhưng vẫn tiếp tục ăn. n h 해진대 가족들은 눈물 가족들은 눈물을 흘리었다. khi gia 이 a 이 thì những n g ư ờ 내가 한국말 잘 했으면 가족처럼 대해 줘서 정말 감사합니다. 잊지 않는게요. 라고만 했을 것이다. Và khi đó, tôi nếu mà tôi biết tiếng Hàn Quốc thì tôi sẽ nói. Thì tôi đã nói tôi sẽ nói là tôi sẽ nói rằng là 가족처럼 대해 줘서 Tôi rất cảm ơn là đã coi tôi như những người trong gia đình ý chí tôi sẽ không bao giờ quên. Hajiman cứ cô ấy là Và khi đó, thì tôi lại chưa nói được như thế. tôi chưa nói được như thế. Và bây giờ tôi đã đến Hàn Quốc được ba hơn 3 tháng tôi được 한국에 처음 왔을 때보다 한국어를 한국어 실력이 많이 늘었다. Và so với việc trước đây tôi đến Hàn Quốc thì bây giờ bây giờ tiếng Hàn khả năng tiếng Hàn năng lực tiếng Hàn của tôi đã tăng nhiều. Homestay cả chục qua, ta man ha chi một thân Haku nếu mà tôi gặp lại những người trong gia đình ở homestay đó thì những cái lời nói khi đó những cái lời mà không nói được khi đó thì nhất định tôi muốn nói a ở money bố mẹ tôi rất con rất cảm ơn chồng man have và thực sự tôi đã ăn rất no rồi. Chun cho. Đây là lời cảm ơn. Và chúng ta sẽ nghe phần bài đọc này. Chúng ta sẽ cùng nghe lại phần bài đọc này. 아버지, 어머니, 감사했습니다. 나는 작년에 한국에 온 적이 있다. 한국에 온 것은 그때가 처음이었다. 여름방학에 3주 동안 한국어를 배우러 왔는데 그때 홈스테이를 했다. 홈스테이 가족들은 나를 진짜 가족처럼 대해주셨다. 홈스테이 어머니는 식사 때마다 맛있는 음식을 많이 해주셨다. 그리고 배고플 테니까 많이 먹어요 라고 하시면서 음식을 항상 더 주셨다. 그때는 한국어를 잘 못했기 때문에 배가 불렀지만 계속 먹었다. 헤어질 때 가족들은 눈물을 흘리셨다. 내가 한국말을 잘했으면 가족처럼 대해주셔서 정말 감사했습니다. 잊지 않을게요 라고 말했을 것이다. 하지만 그때는 할 수가 없었다. 그리고 다시 한국에 온지 벌써 세 달이 다 되었다. 한국에 처음 왔을 때보다 한국어 실력이 많이 늘었다. 홈스테이 가족과 다시 만나면 그때 하지 못한 말을 꼭 하고 싶다. 아버지 어머니 감사합니다. 그리고 정말 배불렀어요. <놀람> 아버지, 어머니, 감사했습니다. 나는 작년에 한국에 온 적이 있다. 한국에 온 것은 그때가 처음이었다. 여름방학에 3주 동안 한국어를 배우러 왔는데, 그때 홈스테이를 했다. 홈스테이 가족들은 나를 진짜 가족처럼 대해주셨다. 홈스테이 어머니는 식사 때마다 맛있는 음식을 많이 해주셨다. 그리고, 배고플 테니까 많이 먹어요 라고 하시면서 음식을 항상 더 주셨다. 그때는 한국어를 잘 못했기 때문에 배가 불렀지만 계속 먹었다. 헤어질 때 가족들은 눈물을 흘리셨다. 내가 한국말을 잘했으면 가족처럼 대해주셔서 정말 감사했습니다. 잊지 않을게요 라고 말했을 것이다. 하지만 그때는 할 수가 없었다. 그리고 다시 한국에 온지 벌써 세 달이 다 되었다. 한국에 처음 왔을 때보다 한국어 실력이 많이 늘었다. 홈스테이 가족과 다시 만나면 그때 하지 못한 말을 꼭 하고 싶다. 아버지, 어머니, 감사합니다. 그리고 정말 배불렀어요. 어, 뒤태요. chúng ta sẽ sang phần Suki. Đây chúng ta trả lời câu hỏi này. Isaramun, Isarame Tehan Sơn Miêng Rô Nên Cửa Sơn Hãy chọn cái đúng và cái nội dung giới thiệu về cái người này. Ibone Hangoke Chơm Lần này là lần đầu tiên đến Hàn Quốc, không phải. Bạn đã đã, đi, đã đến Hàn Quốc rồi. Kachok Turun Manaro Anguke Wata. Bạn vì gặp gia đình nên đã đến Hàn Quốc không phải. Hangukoron Chon Bota. Hangukoron Chon Bota Chan Hage Tuetta. Hangukoron Chon Bota. Chào ra cái tuyệt tả. Đây cái số 3. Và tiếng hàn quốc thì so với lần trước thì bây giờ giỏi hơn và islam은 pk vươn tay về ươm sức gần kế giục mô tại sao người này no rồi mà vẫn tiếp tục ăn hàn quốc ba rứ cỡ chân hàn xuống dở dở quốc hàn lô cỡ chân hàn xuống dở dở không từ chối được bằng tiếng hàn và tiếp tục sư kỳ 만난 các bạn hãy viết về một người mà nhớ nhất trong số những người Hàn Quốc mà bạn đã gặp và đây chúng ta sẽ viết vào nội dung ở đây sư chúng ta sang phần tiếp theo tiếp theo là phần parum phần phát âm và chúng ta hãy chú ý đến cái dấu gạch chân chú ý đến dấu gạch chân ở đây và chú ý phát âm của dấu gạch chân và chúng ta sẽ đọc trong phần này và bây giờ chúng ta sẽ nghe và chúng ta chú ý à, phần luyện tập thì là chúng ta hãy đọc đi đọc lại cái phần bài học này và chúng ta chú ý đến cái phát âm ở chỗ gạch chân và tôi sẽ hướng dẫn các bạn tôi sẽ bật 네, <목소리> 아버지, 어머니, 감사했습니다. 나는 작년 여름에 한국에 온 적이 있습니다. 3주 동안 한국말을 배우러 왔는데 그때 홈스테이를 했습니다. 홈스테이 가족들은 나를 진짜 가족처럼 대해주셨습니다. 헤어질 때 가족들은 눈물을 흘리셨습니다. 내가 한국말을 잘했으면 감사했습니다. 잊지 않을게요. 라고 했을 것입니다. 하지만 그때는 할 수가 없었습니다. 지금은 한국어 실력이 많이 늘었습니다. 홈스테이 가족과 다시 만나면 그때 하지 못한 말을 꼭 하고 싶습니다. 아버지, 어머니, 감사했습니다. 나는 작년 여름에 한국에 온 적이 있습니다. 3주 동안 한국말을 배우러 왔는데, 그때 홈스테이를 했습니다. 홈스테이 가족들은 나를 진짜 가족처럼 대해주셨습니다. 헤어질 때 가족들은 눈물을 흘리셨습니다. 내가 한국말을 잘했으면 감사했습니다. 잊지 않을게요. 라고 했을 것입니다. 하지만 그때는 할 수가 없었습니다. 지금은 한국어 실력이 많이 늘었습니다. 홈스테이 가족과 다시 만나면 그때 하지 못한 말을 꼭 하고 싶습니다. Và đến đây chúng ta kết thúc phần bài học số 18. Hangukge onji Thì trong phần bài này chúng ta nói về một số cái từ vựng về tình cảm. Tình cảm đó là nhớ, tiếc, có tình cảm hay hối hận hay là khiếc cái nằm Và sự thay đổi về các mùa, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Và cái việc tiếc nuối và hối hận. Cái việc này chúng ta cố gắng đừng để nó xảy ra lặp lại một lần nữa. Và trong bài chúng ta đã cũng đã học là chúng ta đã thực hiện hành động đó được trong vòng bao lâu, ví dụ như là chúng ta đến Hàn Quốc được 6 tháng hay là chúng ta học tiếng Hàn được bao lâu. Và chúng ta quan trọng hơn, chúng ta học được cái cấu trúc viết trong phần văn viết viết về những sự kiện, viết về thì topic Tiếp theo, chúng ta tưởng thuật về sự thay đổi về mùa. Rồi nghe bản tin về sự thay đổi về mùa. Rồi tìm hiểu nghe những câu chuyện về cuộc sống ở sinh hoạt ở Hàn Quốc. Và đọc những đoạn văn, đọc đoạn văn về người bạn nhớ, người mà bạn nhớ nhất. Và phần phản xạ ở của của chúng ta ở đây là kể về một người bạn mà chúng ta nhớ nhất và viết về một người bạn Hàn Quốc mà chúng ta nhớ nhất. Nếu các bạn ở trên lớp thì các bạn sẽ được uh, phát biểu về cái phương pháp sống tốt ở Hàn Quốc khi sau khi trao đổi cùng với bạn bè của mình. Và trong phần bài này, chúng ta lưu ý là chúng ta đã kết thúc phần học chương trình học của tiếng Hàn cấp 2 2B. Seoul, 2B. Hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình đào tạo tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. 수고하셨습니다.